thiện diệt sắc đẹp. Thôi chết, giữa chốn hoang vu này làm gì có chỗ trú qua đêm, thế này thì chết mất. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi ngủ nhờ qua đêm nay, tôi sắp chết cống rồi. Trông có vẻ thư sinh đây, chắc là đối đáp văn chương được. Lâu rồi mình không được chơi chữ, hôm nay sẽ vui đây. Thôi được, tôi thương tình cho cậu ăn tối và nghỉ qua đêm nay miễn phí. Ôi, thế thì còn gì bằng nữa, đa tạ ông. Khoan, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì ạ? Xin ông cứ nói. Anh phải trả lời mỗi câu hỏi của tôi. Nếu trả lời được thì tốt, nếu không trả lời được thì mỗi câu sẽ ăn một cái tát. Chủ nhà này thật kỳ lạ. Mình sẽ trả lời được thôi mà, miễn là có chỗ trú mưa rét đêm nay đã. Được, tôi đồng ý trả lời các câu hỏi của ông. Ông ta trông có vẻ lập dị. Xin lỗi. Khoan, cậu không được hỏi, người hỏi phải là tôi. Bây giờ cậu hãy nghe tôi hỏi đây, nếu trả lời sai thì hãy coi chừng. Đây là con gì? Câu hỏi đơn giản thế, trẻ con cũng biết thừa. Con mèo. Không, đây không phải con mèo. Bạn thân mến ạ, đây là sự trong sáng. Quái lạ, cái lão chủ nhà này thế nào ấy nhỉ? Đây là cái gì? Nước. Lại không đúng rồi, đó là lòng từ thiện. Hãy nói xem, đây là cái gì? Là lửa. Ôi, anh bạn thân mến, đây là sắc đẹp. Anh có biết cái gì đấy không? Gác thượng. Nếu cứ tiếp tục trả lời các câu hỏi, lão ta sẽ hành hạ mình đến chết. Xin phép ngài cho tôi suy nghĩ thêm, rồi sẽ trả lời các câu hỏi. Được, cứ suy nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào nha. Ông chủ, sự trong sáng đang lấy sắc đẹp đem đến độ cao, hãy lấy lòng từ thiện để diệt sắc đẹp. Cái gì? Người nói gì ta không hiểu? Bào nói đi, hãy rõ ràng ra xem nào. Vậy ra ông cũng không biết đó là gì à? Ông chủ, nhà ông đang cháy đấy. Giáng sinh của Alice. Người tuyết kia đẹp quá, mình chưa được làm người tuyết với ba mẹ bao giờ. Ba ơi, con muốn một cậu người tuyết, ba làm với con được không ạ? Ôi, ba xin lỗi, ba rất bận không chơi với con được, con chơi một mình đi nhé. Dạ vâng. Mẹ ơi, chúng ta chơi đắp người tuyết có được không ạ? Con rất muốn có một người bạn là người tuyết. Mẹ đang bận lắm, con chơi một mình đi nha. Sao ba mẹ các bạn khác không bận mà ba mẹ suốt ngày bận, không ai chơi với con? Nào Alice, không được mè nheo nữa, con ra ngoài chơi, đừng làm phiền ba mẹ nữa, con nghe chưa? Con mình rất thích người tuyết. Nhưng không sao, từ giờ tớ đã có cậu là bạn rồi. Cậu có nghĩ ông già Noel sẽ ghé thăm tớ vào tối nay không? Tớ muốn xin ông ấy một món quà thật đặc biệt. Tớ sẽ xin ông già Noel biến cậu thành người, để cậu có thể chơi đùa với tớ.
Alice, con làm gì ở đó vậy? Vào ăn cơm tối thôi con. Dạ, vâng ạ. Người tuyết tạm biệt cậu, tớ vào nhà đây, Giáng sinh vui vẻ. Người tuyết trông cậu ấy thật buồn, chắc vì không có ai chơi với cậu ấy. Cậu hãy ở đây nhé, ở đây cậu sẽ được sưởi ấm, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Ngày mai tớ sẽ lại xuống chơi với cậu. Chúc cậu ngủ ngon, Giáng sinh vui vẻ. Người tuyết ơi, tớ đã mơ thấy ông già Noel đấy. Người tuyết cậu. Người tuyết cậu đâu rồi? Alice, có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà cậu đã khóc lóc thế kia? Hôm qua, con đã mang người tuyết của con vào trong nhà và đặt cậu ấy ở đây. Nhưng bây giờ con không thấy cậu ấy đâu nữa. Người tuyết, con mang người tuyết vào đây sao? Người tuyết đã tan ra rồi con ạ, nó không thể ở trong nhà được. Vậy là sao hả mẹ? Người tuyết được làm từ băng tuyết nên nếu ở nơi ấm áp nó sẽ tan chảy. Người tuyết của con đã bị tan chảy thành nước rồi. Lần sau con nhớ đừng đem người tuyết vào trong nhà nữa nhé. Tại con sợ cậu ấy cũng sẽ cô đơn như con. Con chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Cậu ấy là người duy nhất lắng nghe con nói. Đừng buồn nữa Alice, đó không phải lỗi của con. Trước đó, người tuyết đã được vào nhà cùng con, được ngồi bên lò sưởi. Bạn ấy đã không còn cô đơn nữa rồi. Còn Alice của ba mẹ cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì có ba mẹ ở bên con, ba mẹ sẽ cùng con đắp người tuyết mới nhé. Thật không hả mẹ? Ôi, thích quá. Quá. Sếp Ba La và chú chó Husky. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào mùa đông năm 1925 ở thị trấn Nome, bang Alaska. Con trai tôi, xin hãy cứu lấy con trai tội nghiệp của tôi, cứu lấy nó đi. Xin chị bình tĩnh, các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức để điều trị cho cậu bé. Con trai tội nghiệp của tôi, nó đang khỏe mạnh cơ mà. Nó mà chết, chắc tôi cũng không sống nổi nữa. Dịch bạch hầu này ngày càng diễn biến phức tạp và chắc chắn sẽ lây lan nhanh chóng trong thị trấn. Nếu không có chất kháng độc tố thì ước tính tỷ lệ tử vong của gần 10.000 người ở Nome và khu vực quanh đó có thể lên đến 100%. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ. Nhưng chỉ có mình tôi là bác sĩ ở đây, một tay không thể cứu hết được 10.000 người. Do vậy chúng ta cần gấp huyết thanh kháng độc tố. Tuy nhiên giờ ở đây chúng ta hoàn toàn không còn huyết thanh nữa. Đi lấy huyết thanh giữa trời bão tuyết nguy hiểm này sao? Nơi gần nhất có huyết thanh là Nenana. Tuyến đường sắt cách chúng ta hơn 1.000 km. Đi và về mất cả tháng trời. Thật sự khi lấy về cũng không thể dùng được, vì huyết thanh chỉ bảo quản bên ngoài được ít ngày, lúc đó cũng hỏng hết rồi. Sân bay cũng đóng băng, không hoạt động được. À, phải rồi, tôi có ý này. Anh Sếp Ba La, nếu đến Nenana, chuyến này cả đi lẫn về, anh dự tính mất khoảng bao lâu? Nhanh nhất khoảng 25 ngày, với tình hình tuyết dày như thế này ạ? Không được, huyết thanh chỉ bảo quản được nhiều nhất 6 ngày thôi. Anh có thể đưa đàn chó kéo xe có bù điện đến Nenana mang huyết thanh về trước 6 ngày được không? 6 ngày? Chúng tôi phải di chuyển với thời gian ngắn bằng 1/4 bình thường sao? Tôi biết trạm y tế đang cần huyết thanh gấp, nhưng thực sự đó là điều bất khả thi. Chưa kể sẽ gặp bão tuyết nữa, chúng tôi rất dễ phải bỏ mạng. Trước khi mang được huyết thanh về thì đã bị cái lạnh giết chết rồi. Anh yên tâm, trên đường chúng tôi đã sắp xếp những đội chó kéo xe khác từ phía Nenana để tiếp ứng rồi. Cả thị trấn đang cần anh và những chú chó này. Đây là cách mạo hiểm duy nhất, là tia hy vọng mong manh có thể cứu sống họ. Ông Peter, là
lại thêm một bệnh nhân nhi nữa tử vong vì bạch hầu rồi. Chúng ta đã hết sức cứu chữa, duy trì sự sống cho cháu. Nhưng mà... Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn họ chết đi lần lượt như vậy? Đi nào các chú mày, chúng ta cần rút ngắn hành trình càng sớm càng tốt. Anh đi lấy huyết thanh đúng không? Tôi đã mang đến từ nơi Nana tiếp ứng đây. Tôi là Ivanov. Chắc có lẽ anh sẽ phải tăng tốc đấy, sếp Bala. Tôi đã di chuyển mất 3 ngày rồi, giờ chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu không muốn huyết thanh bị hỏng, sẽ mất hoàn toàn tác dụng. Giờ tôi sẽ đi đường tắt cho nhanh. Đường tắt là đường nào? Đi xuyên qua vịnh Nô Tên. Hả? Vịnh Nô Tên? Anh điên rồi. Đó là một dòng sông băng. Nó sẽ khiến anh và đàn chó chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Lại sắp có bão tuyết nữa. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nhiều người đang nằm chờ chết vẫn đợi tôi. Mặt sông băng tuy không chắc chắn, nhưng đi men theo bờ phải mất hơn một ngày. Còn nếu đi xuyên qua sông chỉ mất gần nửa ngày thôi. Anh nên chọn lối an toàn hơn, vì anh đang giữ huyết thanh. Nếu anh có mệnh hệ gì trên dòng sông lạnh giá đó, thì những bệnh nhân ở thị trấn coi như hoàn toàn hết hy vọng. Tôi nghĩ đi qua quãng đường lâu hơn là mạo hiểm với tính mạng của họ. Lỡ tôi về không kịp thời gian thì sao? Đành đùa với tử thần một phen vậy. Đi nào các chàng trai. Sếp Bala, anh sẽ chết đấy. Trước khi cứu mạng người khác thì anh phải cứu lấy mạng mình chứ. Togo, giờ chú mày đi trước dẫn đoàn vượt qua mặt sông băng này nha. Tao tin mày. Nguy rồi, bão tuyết mịt mờ thế này là mình không nhìn được đường nữa. Gió thổi mạnh cũng không nghe được mặt băng vỡ nứt. Đành phó thác cả cho Togo vậy. Đó là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Togo, Togo, không được rồi, Togo bị rơi xuống sông rồi. Tại mình, tất cả là tại mình. Chính mình đã vội vàng ra quyết định ích kỷ đi qua con sông này mà không nghĩ đến tính mạng của đàn chó. Togo, Togo à, mày ở đâu? Đừng chết, Togo. Mày đây rồi. Tao biết mày là một chú chó dũng cảm mà. Không sao rồi. Ôi không. Togo, tao xin lỗi. Nếu mày quá mệt rồi thì không cần chạy nữa đâu. Nằm nghỉ đi thôi. Chân mày bị thương rồi, tao và các bạn sẽ đưa mày về nha. Mày vẫn muốn dẫn đoàn về hết hành trình đúng không? Cảm ơn mày, Togo. Mau lên, còn nửa ngày nữa là huyết thanh hết thời hạn bảo quản rồi. Mau đem vào cho các bệnh nhân. Ơi, thật may mắn quá. Không thể tin nổi, họ vượt qua hàng trăm cây số chỉ trong 5 ngày rưỡi ở cái thời tiết khắc nghiệt này. Tôi rất tiếc, do nhiệt độ quá lạnh và di chuyển quá sức nên có lẽ Togo sẽ không đi lại được nữa. Nó sẽ không bao giờ chạy được nữa sao? Nó đã cố gắng đứng dậy để tiếp tục là con chó đầu đàn. Tôi thật tệ. Đừng quá đau buồn, Sếp Bala. Togo là một chú chó dũng cảm và trung thành. Nó đã cứu sống cả thị trấn này. Đây sẽ là chiến công huy hoàng nhất, đáng khâm phục nhất trong cuộc đời của nó. Cảm ơn anh và cả đoàn chó kéo xe. Các bạn là những người anh hùng. Để kỷ niệm dấu mốc lịch sử những chú chó Husky cứu sống 10.000 người ở bang Alaska, mọi người đã đúc một bức tượng Husky bằng đồng và đặt ở công viên trung tâm New York. Chúng đã trở thành những anh hùng huyền thoại. Câu chuyện về những chú chó trung thành, dũng cảm ở vùng đất lạnh lẽo băng giá đã sưởi ấm trái tim và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Tấm vé cuối cùng. Bill ơi, đèn sáng đi em. Em muốn ngủ thêm một chút cơ. Đánh răng rửa mặt, lại còn muốn ngủ nữa à? Ăn sáng đi, cùng ra mua vé tàu về quê. Bố mẹ dặn là sáng nay hai chị em phải về thăm bà nội đó. Bệnh của bà nội nặng lắm hả chị? Mẹ không có nói, nhưng thấy mẹ gọi điện giục về ngay thì chị đoán là bệnh của bà nặng hơn rồi. Mong là bà không sao.
Có thể cho tôi mua vé trước được không? Tôi đang vội quá. Ai mà chẳng vội, tàu về ga tới nơi rồi. Anh đến sau á thì xếp hàng phía sau đi. Vâng, em đang cố gắng về nhanh nhất có thể đây. Chậm một phút lúc này, em sẽ ân hận cả cuộc đời. Mình nhường cho chú đằng sau mua vé trước nha. Thôi chị, mình đang vội mà, tàu thì sắp vào ga rồi. Nhưng chị thấy chú ấy có vẻ đang rất vội á. Mẹ à, chúng con đang mua vé tàu về rồi ạ. Dạ vâng, chiều chắc chúng con sẽ đến nơi. Chú ơi, chắc là chú có việc gì đó rất khẩn cấp cần đi ngay. Chú đứng lên trước chúng cháu mua vé đi ạ. Tới lượt chúng cháu rồi đó. Ôi, may quá, cảm ơn cháu nha. Sao chị lại nhường người ta, mình cũng đang vội mà. Mình mua sau một chút cũng không sao em ạ. Chị ơi, cho em hai vé ghế ngồi về An Khánh với ạ. Ôi, tàu về An Khánh chỉ còn một chiếc vé duy nhất thôi. Hả? Trời, chỉ còn một vé thôi sao chị? Em đi cùng với em trai em, không thể mua một vé được ạ. Vậy thì em phải đi chuyến sau rồi. Chuyến sau là bao giờ hả chị? Là chiều ngày mai em nhé. Tại chị đấy, nếu chị không nhường chú ấy, thì chị em mình đã có vé để về quê rồi. Thì thôi, đành ngày mai về vậy. Trông chú ấy vội vàng thế, chắc là phải có việc rất khẩn cấp. Mẹ ạ. Vâng, bà bệnh nặng lắm hả mẹ? Phải về ngay hả? Vâng, chúng con lại không mua được vé tàu. Con sẽ nghĩ cách về ngay đây ạ. Chị ơi, bà làm sao rồi ạ? Mẹ bảo chị em mình phải về ngay trong hôm nay. Giờ ra bến bắt xe khách, nhanh lên nào. Tất cả là lỗi của chị. Tự nhiên chị lại nhường vé cho người ta à. Thôi nhanh đi nào em. Chị không nghĩ là bệnh của bà sẽ trở nặng nhanh như thế. Chú ơi, xe về An Khánh ở đâu ạ? Ở đằng kia, nhưng mà xe vừa chạy rồi. Còn chuyến nào khác về An Khánh nữa không chú? Còn đấy, nhưng phải 9 giờ tối cơ. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Lẽ ra chiều nay là về tới nhà rồi. Tất cả là tại chị. Chị biết rồi, chị cũng đang ân hận lắm đây. Bà ơi, bà. Ai đi An Khánh, lên xe nào. Của bà ngoan nào, bà đánh chừa cái sân này làm cháu bà ngã nha. Chui vào đâu mà mặt bẩn thế này, mau rửa mặt rồi vào ăn cơm. Hư này, bà đã dặn là không được lấy tấm ảnh đó ra nghịch, tại sao lại xé rách tan nát hết rồi? Sao bà nói lại đánh con? Tấm ảnh đó còn quan trọng hơn cả con à. Bà xin lỗi vì đã đánh con. Đó là tấm ảnh duy nhất bà có về chú của con trước khi chú bị lạc không tìm lại được. Con cũng biết là từ ngày đó tới giờ bà luôn dây dứt, không có ngày nào được yên không hả? Con biết mà bà nội, con thương bà lắm. Bà ơi, mai mẹ con về đón con đi ra ngoài đấy ở hẳn rồi. Ngày trước bố mẹ con bận quá, lại có thêm thằng cu Biêu nên gửi con ở nhà cho bà nuôi. Giờ bố mẹ con có điều kiện đón con lên rồi, dù sao lên đó học hành cũng tốt hơn. Con cũng không muốn xa bà đâu, con sẽ về thăm bà thường xuyên mà. Chị ơi, em tưởng bà nội đang ở bệnh viện mà. Mẹ nói bệnh viện đã trả bà về rồi, sợ bà không qua khỏi. Mẹ ơi, bà sao rồi ạ?
Ơn trời, bà bỗng tỉnh lại và khỏe hơn rồi con ạ. Thật hả mẹ? Sao lại? Cả nhà cứ tưởng là bà không qua khỏi, đã đón bà từ viện về. Nhưng không ngờ, ông trẻ nhà mình đã tìm được tin tức người cứu thất lạc của con. Chú đã theo địa chỉ và về kịp. Từ lúc gặp lại được chú, bà nội bỗng khỏe hẳn ra. Chú của con đã tìm thấy rồi ạ? Bà cứ dày dứt suốt bao nhiêu năm nay. Thôi, hai đứa mau vào với bà đi, bà đang vui lắm đó. Bà nội ơi! Chính là chú ạ? Cháu, chính là cô bé đã nhường vé cho chú phải không? Nếu không có cháu, chú đã không về kịp. Ôi, bà nội, bà đã khỏe lên thật rồi. Đúng là kỳ diệu thật. Vì mà con đã ân hận suốt dọc đường, vì sợ không kịp, vì đã nhường vé cho chú. Hóa ra bà chú cháu đã gặp nhau từ trước rồi sao? Các con thấy không? Chỉ là như một tấm vé thôi, nhưng lòng tốt của các con đã làm nên kỳ tích đấy. Trong cuộc sống, nếu có thể thì đừng bao giờ ngừng giúp đỡ người khác. Bởi giúp đỡ người khác cũng có thể là giúp đỡ chính mình, phải không các con? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Không nhận ra mẹ. Mẹ về rồi. Giờ này còn chưa ngủ à con? Làm gì mà thức khuya thế? Sáng mai dậy sớm đi học thế nào được? Mẹ, mai là 8 tháng 3, lớp con tổ chức meeting. Lớp con mời các phụ huynh tham gia. Mẹ có thể tham gia với con không? Vậy à, chẳng mấy khi có dịp vui thế. Một buổi chờ cũng không bằng được. Hay quá, thế thì mai mẹ con của mình cùng đến trường của con nhé. Mẹ, tay mẹ hôm nay sao lại sưng phồng lên thế? À, mẹ không sao. Lúc nãy bê bát canh cho khách, chẳng may nước sánh vào nên tay mẹ bị bỏng chút thôi. Mai là khỏi ngay ấy mà. Mẹ cả ngày đi chợ, tối mẹ lại tranh thủ làm thêm, mẹ vất vả quá. Mẹ không sao, mấy chuyện đó đâu có to tát gì chứ. Chỉ cần con luôn chăm ngoan, học giỏi thì mẹ làm thế, chứ làm nữa cũng không thấy mệt đâu. Mẹ... Mẹ ngồi xuống đi. Lâu lắm mẹ mới đưa con tới trường. Hôm nay vui quá. Con trai, chỉ tại mẹ bận quá nên là ít khi tới được cùng con. Con trai mẹ thật thiệt thòi quá. Thay mặt các thầy cô giáo, rất cảm ơn các quý phụ huynh đã tham gia đông đủ vào buổi gặp mặt ngày hôm nay. Để mở đầu, xin mời quý phụ huynh tham gia cùng các em một trò chơi rất thú vị. Hay quá, hay quá. Trò gì ạ cô? Đó là trò chơi sờ ta để nhận ra ba mẹ. Các ba mẹ sẽ xếp thành một hàng. Các con và các ba mẹ sẽ được bịt mắt lại. Và các con sẽ tự tìm ba mẹ của mình. Ai nhận đúng sẽ được phần thưởng. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên. Đây chính là ta thằng bé rồi. Chắc chắn thằng bé sẽ nhận ra mình ngay. Không phải thằng bé sao? Hết giờ. Mẹ, ba. Ôi, em nhầm mà. Ôi, em thua mất rồi. Vậy là chúng ta có 4 cặp mẹ con chiến thắng. Các em hãy cho cô biết làm thế nào các em có thể nhận ra ba mẹ của mình nhé. Tay của mẹ em có một chiếc nhẫn ở ngón út ạ. Tay mẹ em rất mềm và rất quen thuộc với em ạ. Còn tay mẹ em có mùi thơm không lẫn với ai được ạ. Mẹ, mẹ đừng trách con nhé. Thật ra con nhận ra mẹ ngay. Vậy tại sao con không đứng ở trước mặt mẹ? Tại nếu con đứng trước mặt mẹ, chắc chắn cô giáo con sẽ hỏi tại sao con nhận ra mẹ. Nếu con nói rằng vì tay mẹ bị chai sạn, phồng rộp thì con sợ sẽ làm mẹ buồn. Thay vào đó,
con chỉ viết chữ mẹ vào tay để mẹ biết thôi. Nhưng bây giờ con nghĩ lại, tại sao con lại trả lời thế? Lẽ ra con phải nói vì tay của mẹ là đôi tay cứng ráp, đôi tay chứa chan yêu thương đối với con từ tấm bé. Vậy nên kiểu gì con cũng nhận ra mẹ. Con biết con đã làm mẹ buồn. Giá quay ngược thời gian, con sẽ làm cách đó. Con xin lỗi mẹ. Không sao, mẹ không trách con đâu. Mẹ tự hào vì con. Mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.